Bimico, một trong những công ty hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Với hơn 20 năm phát triển không ngừng, Bimico cung ứng các sản phẩm như đá xây dựng, cát nhân tạo, gạch tuyên nen, cống bê tông, gạch không nung đến các sản phẩm cao lanh và nước uống đóng chai cao cấp. Với khát vọng tiên phong, Bimico đang nỗ lực xây dựng chuỗi các sản phẩm trên quy mô lớn, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp quan trọng vào ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phía Nam. 3 mỏ đá xây dựng của Bimico nằm tại những vị trí đắc địa, tiềm cận các khu vực đang phát triển thành các khu đô thị, khu công nghiệp và các thành phố vệ tinh của Đông Nam Bộ. Với thế mạnh về trữ lượng tài nguyên lớn, vị trí thuận lợi, sử dụng công nghệ khai thác và chế biến hiện đại, sản phẩm của Bimico đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp xây dựng và tham gia vào hầu hết các công trình trọng điểm, từ hạ tầng đến cao tầng trong khu vực. Hơn 90% các dự án chúng tôi đang cung cấp bê tông đều sử dụng cái sản phẩm của Bimico. Tiêu biểu có thể đến là dự án Metro Bến Thành Suối Tiên, khu dân cư Sala, các dự án trọng điểm của khu vực như cao tốc Sài Gòn Trung Lương và Long Thành Dầu Dây. Lý do công ty Lê Phan chúng tôi lựa chọn Bimico vì cái chất lượng nó vượt trội so với các nhà cung cấp khác trên thị trường. Đồng thời cái sản lượng đáp ứng được cái nhu cầu rất lớn của chúng tôi. Cộng thêm là mối quan hệ lâu năm giữa hai công ty và cái dịch vụ mà Bimico mang lại. Về cái tiêu chí là chọn cái sản phẩm mà của khoáng sản Bimico là cái thứ nhất là cái về chất lượng nó rất là ổn định. Thứ hai là về giá cả nó cũng hợp lý. Thứ ba là về cái cung cách phục vụ giao hàng cũng kịp thời và đúng lúc. Thì trên 10 năm nay thì mua bán nguyên vật liệu đá cho cái trạm bê tông của TDC, rồi những công trình mà lớn trong cái các khu công nghiệp như là V-Ship 1, V-Ship 2 và các công trình các khu công nghiệp như là ở Mỹ Phước, Bầu Bàng và cả là luôn cả công trình của BKMS Bình Phước và các công trình dân dụng khác. Không chỉ phục vụ thị trường dân dụng, Bimico còn là nhà sản xuất đá uy tín cho phân khúc xây dựng cao cấp. Sản phẩm đá ly tâm và các nhân tạo của Bimico đã được các nhà sản xuất bê tông dùng cho ứng dụng bê tông mát cao và siêu cao. The Bimico VSI aggregate and Enhance customized to FICO Pan United specifications for various high performance concrete. The iconic project like Landmark 81 is using high performance concrete which able to pump up to 81 story, and this is using special aggregate from Bimico. VSI and MSAN fit into the long term technology of FICO Pan United. Hoạt động tại khu công nghiệp Đất Cuốc, xí nghiệp sản xuất cống bê tông của Bimico đạt công suất trên 60.000 mét trên năm với sự kết hợp giữa công nghệ rung lõi của Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ quay ly tâm truyền thống. Sản phẩm cống của Bimico với chủng loại phong phú đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tổng công ty xây dựng Bình Đăng quyết định là chọn cái sản phẩm của công ty cổ phần khoáng sản Bình Dương là cái sản phẩm cống bê tông cốt thép để đưa vào cái dự án để trường đại học Việt Đức. Cái những cái ưu điểm của cái sản phẩm tức là có dây chuyền công nghệ thì là hiện đại. Thứ hai là tiến độ giao hàng thì đáp ứng với tiến độ của dự án, và thứ ba là cái giá thành rất là cạnh tranh. Tòa lạc tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhà máy gạch ngói Bình Phú có công suất 45 triệu viên trên năm, sử dụng hệ thống chế biến tạo hình công nghệ Hàn Quốc, nung sấy theo công nghệ Bungary cho sản phẩm gạch tuyên nen đa dạng về chủng loại, chất lượng ổn định. Bên cạnh công nghệ sản xuất tiên tiến, Bimico còn tự đầu tư khai thác mỏ sét gạch ngói bố lá. Đây là một yếu tố quan trọng giúp Bimico chủ động về nguồn vật liệu thô, đảm bảo sản lượng trong tình hình nguồn sét trở nên khan hiếm. Bên Unicon đã sử dụng các sản phẩm gạch xay, cống và đá làm đường của Bimico. Đối với gạch xay thì bên Unicon sử dụng cho các chung cư cao tầng, ví dụ như Mastery Thảo Điền, Vincom Tân Cảng, Vinview và hiện nay là Prisa.
Còn cống và đá làm đường thì Unicorn sử dụng cho các dự án khu công nghiệp, ví dụ như Vinagraph, Vinasoil và hiện nay là Akido. Về cái chất lượng sản phẩm là nó tốt. Thứ hai là về cái giá thành ở mức hợp lý. Và thứ ba là về cái các cái dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng rất là tốt. Mỏ cao lanh Minh Long của Bimico tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được khai thác và chế biến với năng suất cao. Sản phẩm được sử dụng trong nhiều nhà máy gạch bông, gạch men và phân bón lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Liên tục nâng cao giá trị sản phẩm, thời gian vừa qua, Bimico đã chạy thử nghiệm thành công quy trình sản xuất bột cao lanh cao cấp có hàm lượng nhôm oxit trên 34%, sử dụng trong ngành công nghiệp sơn và giấy. Trong thời gian tới, Bimico tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản xuất zeolit từ cao lanh. Đây là dự án sản xuất vật liệu mới trên cơ sở nguồn tài nguyên địa phương đang được nhà nước hết sức hỗ trợ và khuyến khích. Bên cạnh ngành sản xuất vật liệu xây dựng, Bimico còn đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn trong khu vực khu công nghiệp Đất Cuốc với tổng diện tích 553 ha, tọa lạc tại vị trí thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và giao thương trong khu vực, được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở hiện đại. Xác định đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, trong thời gian tới, Bimico tiếp tục mở rộng quy mô và diện tích khu công nghiệp Đất Cuốc ở giai đoạn 2. Chơi Yong Dong Vinan, Đất Cuốc Công đoàn, 땅을 50년 동안 임대해서 쓰고 있습니다. 첫째, 저희는 연색 그 폐수가 많기 때문에 종말 처장이 꼭 필요하겠고, 둘째는 위치가 아주 적당하다고 생각했습니다. 그리고 셋째는 땅값이 임대료가 아주 저렴하고 괜찮습니다. 지금까지는 현재까지는 괜찮습니다. 현재까지는 저희가 공장을 건설 중이고 지금까지는 만족하고 있습니다. 성격이 급하기 때문에 빨리빨리 해줬으면 업무처리를 빨리빨리 해줬으면 좋겠습니다. Với cam kết về chất lượng và dịch vụ, trong thời gian qua, sản phẩm vật liệu xây dựng của Bimico có mặt tại hầu hết các công trình xây dựng trọng điểm như cao tốc Dầu Dây Long Thành, tòa nhà Landmark 81, Sài Gòn Center, tháp Hoa Sen, cầu Thủ Thiêm, khu đô thị Sa La Thủ Thiêm, các khu công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương, trường Đại học Việt Đức Bình Dương, sản phẩm gạch của Đồng Tâm và Secoin. Trong tương lai, các sản phẩm của Bimico sẽ tiếp tục khẳng định mình ở những công trình xây dựng tầm cỡ cầu Thủ Thiêm 2, 3, 4, thành phố Thủ Thiêm, hạ tầng quận 9, sân bay quốc tế với khát vọng tiên phong, chiến lược đầu tư và phát triển bền vững. Bimico cam kết luôn lắng nghe khách hàng, liên tục cải tiến chất lượng và dịch vụ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá bán cạnh tranh, đóng góp quan trọng vào việc phát triển ngành công nghiệp xây dựng của khu vực phía Nam. Bimico sẵn sàng cho một tương lai phát triển với những bước tiến vượt trội. Bimico vươn lên tầm cao mới.